Từ đơn cầu cứu của nhiều gia đình, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh đã vào cuộc xác minh điều tra và phát hiện một nhóm đối tượng lấy danh nghĩa tuyển dụng lao động sang làm việc tại Lào, Thái Lan để đưa người Hà Tĩnh sang đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng tại tỉnh Bò Kẹo, Lào, bán cho các đường dây hoạt động lừa đảo quốc tế trên không gian mạng do người Trung Quốc cầm đầu. Từ kết quả điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các cục nghiệp vụ, Bộ Công an, Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh, lực lượng chức năng của Lào đã bắt giữ 4 đối tượng cầm đầu đường dây gồm Lê Xuân Thành sinh năm 1989, Lê Anh Tuấn sinh năm 1990 cùng trú xã Kỳ Lợi và Dương Anh Điện, sinh năm 1986 trú phường Kỳ Thịnh thị xã Kỳ Anh, Lê Thanh Trầm sinh năm 1978 trú tại huyện Yên Thành tỉnh Nghệ An. Đồng thời giải cứu đưa 36 người Việt Nam, trong đó có 22 người Hà Tĩnh từ trong đảo khu kinh tế bò Kẹo về nước an toàn hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật